với cái nội dung rất là chuyên biệt, chuyên sâu và đồng thời với đội ngũ giảng viên cực kỳ dày dặn kinh nghiệm như vậy, thì cái điều kiện đối với các học viên khi tham gia vào chương trình ICPO này là như thế nào ạ? Thực ra điều kiện của học viên ICPO nó khá là đơn giản. Đầu tiên là các anh chị phải có cái kinh nghiệm về quản lý sản xuất. Thì các anh chị cố gắng có kinh nghiệm khoảng tầm 2 năm trở lên thì mình đi học nó sẽ hiệu quả hơn. Và trong lớp mình sẽ nghe được những gì thầy cô nói, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và đặc biệt là khi chúng ta đã có kinh nghiệm thực tế rồi, chúng ta có va chạm rồi, thì chúng ta sẽ có những thắc mắc rất là thực tế, và khi thầy cô nói chúng ta sẽ hiểu ngay. Điều kiện số 2 là chúng ta cần có thời gian. Thì chúng ta trong khi học chương trình ấy, thì bên cạnh đó chúng ta cần phải có thời gian nghiên cứu thời gian đầu sau. Thứ ba là chúng ta cần có một cái sự đam mê về cái công việc chúng ta đang làm, và chúng ta cần có đam mê về cái việc học, và cái việc đầu tư cho việc học là cái việc đầu tư dài hạn. Thì điều kiện rất là đơn giản như vậy thôi. Thì Trường tin là cái điều kiện này sẽ phù hợp với rất nhiều anh chị. Và hiện nay học online thì chúng ta không cần phải di chuyển nhiều. Chúng ta chỉ cần có trước cái máy tính và chúng ta ngồi trước phần mềm chúng ta học thôi. Thì chúng ta hãy chọn một không gian yên tĩnh để ngồi học. Thì những điều kiện nó khá là đơn giản, đặc biệt là so với lại trước đây chúng ta phải đi học trong môi trường offline. Tại vì các anh chị làm trong sản xuất thì Trường biết là các anh chị làm ở khu công nghiệp, chiều chúng ta đi về rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta phải kẹt xe. Thì bây giờ rất là thuận tiện, chúng ta buổi tối chúng ta tắm rửa xong, ăn uống xong, chúng ta ngồi đi học thôi. Và rất nhiều học viên phản hồi rằng là cách học như vậy nó rất là hiệu quả cho họ.